Kính thưa quý vị, hiện tại thì công trình tôn tạo tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát đã và đang được chùa thực hiện. Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát thì được tạc cao 3,5m do một Phật tử ở Đức hiến cúng. Riêng tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được tạc cao 9m làm bằng đá nguyên khối. Hiện tại chúng tôi cũng đang có mặt ở mỏ đá Phước Hòa thuộc thị xã Bà Rịa Vũng Tàu, và nơi đây thì quý thầy làm lễ chú nguyện trước khối đá để cho công trình được thực hiện viên mãn. Tổng chi phí của công trình là 1.800.000.000 đồng, được thi công và thực hiện bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Zenac. Kính thưa tất cả quý vị, đối với tất cả chúng ta thì khi mà đi đến chùa, cái nơi đầu tiên mà chúng ta sẽ vào đó chính là chánh điện để chúng ta có thể đảnh lễ và chiêm ngưỡng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và đối với tỉnh thất Thanh Nguyên thì khi chúng ta đến đây thì lòng của chúng ta cũng rất là hoan hỷ khi mà được chiêm ngưỡng cái dung nhan của Đức Phật thông qua tôn tượng Đức Bổn Sư được tạo tác bằng đồng bởi công ty Zenac. Và ngày hôm nay thì Ngọc cũng đã có một cái nhân duyên để có thể ngồi nói chuyện với lại một nhân vật là chỉ đạo mỹ thuật của Zenac và cũng là người làm cái công trình tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong thời gian sắp tới đây. Đó chính là anh Duyên ạ. Cũng không biết từ bao giờ thầy trò đã có cái nhân duyên với nhau, và cũng đã nhiều lần thầy trò thường xuyên trao đổi về cái tinh thần mỹ thuật để xây dựng những cái hình tượng của mỹ thuật Phật giáo Việt Nam đương đại. Thầy Quảng An cũng là một người rất là tâm huyết muốn xây dựng ra những cái công trình kiến trúc và đặc biệt là những tôn tượng Phật thật là đẹp, mang rõ cái tinh thần của mỹ thuật Phật giáo Việt Nam đương đại, mang rõ cái hơi thở đó. Thì từ đó thầy trò đã có cái duyên từ lâu, và từ cái nhân duyên đó thì cái nhân duyên đầu tiên được thầy giao trách nhiệm là thiết kế tạo mẫu và đúc đồng tôn tượng cao 2,5m. Thì mẫu tôn tượng hiện nay đang được tôn trí ở trên chánh điện. Thì thầy trò cũng đã bàn rất nhiều về phương án, và mình thống nhất đi tới một cái phương án là tả một tôn tượng Phật Bổn Sư chân thực, gần gũi với cái tư tưởng của con người xã hội đương đại nhưng mà lại rất trang nghiêm. Thì mọi người có thể thấy rằng tôn tượng tóc búi như một người bình thường, khoác y cũng như một vị Phật, đúng như Phật giáo, cái y của Phật giáo nguyên thủy. Và đặc biệt là những cái diện mạo, cái cơ xương đều tả rất rõ ra để thể hiện Đức Phật rất là gần gũi với chúng ta nhưng mà lại trang nghiêm. Thì đó là cái tinh thần đầu tiên giữa mình với thầy Quảng An là có một cái điểm chung ở cái điểm đó. Dạ. Anh, cái thời điểm mà anh đến với tỉnh thất Thanh Nguyên là cách đây là khoảng bao nhiêu lâu rồi ạ? Như đầu mình đã nói là mình cũng không biết từ bao giờ. Thì chắc là cái nhân duyên này chắc đã có từ lâu lắm rồi, chứ không thể nói về thời gian được. Vì những cái luồng tư tưởng gặp nhau thì nó cái nhân duyên này chắc là mình cũng, tức là nói là từ lâu rồi. Nói chung là không chính xác thời gian. Và khi mà trò chuyện thì thầy cũng có chia sẻ được rằng là một trong những cái điều mà thầy rất là tâm đắc với Zenac cũng như là đối với ekip thực hiện chương trình ở bên Anh á, là một cái câu slogan: nghệ thuật là xuất phát từ trái tim, đúng không ạ? Để chính đó là một trong những cái điểm nhấn, cái điểm ấn tượng mà thầy rất là gọi là rất là hoan hỷ khi mà cùng hợp tác với lại Zenac. Thì đối với bản thân anh là người đại diện của Zenac thì anh có những cái tâm tư, cái tình cảm như thế nào khi anh làm cái công trình tiếp nối sau khi mà tạc tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó chính là tạc Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ạ? Cái tâm tư và cái tình cảm của mình thì cũng khi mình có nhân duyên để tôn tạo tượng Phật
là mình giác ngộ biết về Phật cũng rất muộn, nhưng mình thấy mình rất là may mắn khi mình biết về Phật. Và cái việc mình tôn tạo tượng Phật như là một cái việc tu cũng là một cái việc để mình trả ơn cho cái sự may mắn đó, cho cuộc sống này. Thì mình tôn tạo cũng không nhiều lắm, nhưng mà mọi tôn tượng mình đều chú tâm làm để có một cái giá trị đích thực, giá trị đúng với cái nghĩa là xây dựng một giá trị để tôn thờ. Thì từ cái xúc cảm đó nên mọi đường nét của tôn tượng, mọi tôn tượng và tất cả không quan trọng là một tôn tượng lớn hay là bé, mình đều chú tâm hết tất cả mọi cái, vì đó là những cái giá trị để tôn thờ. Chẳng hạn như hoa, hương, đèn, rồi trái cây, đặc biệt là cái tâm, thì những cái gì tôn thờ thì phải là thuần khiết, là phải từ trái tim. Thì cái quan điểm, cái tư duy của mình, cái cách nghĩ của mình, tâm mình về tôn tạo tượng Phật thì là như vậy, là những cái gì thực sự giá trị mới đưa lên để tôn thờ. Thì chúng ta phải chú tâm để làm những tôn tượng thực sự là đúng với quy chuẩn, để vận dụng cái kiến thức tối thiểu nhất của cuộc sống để làm đúng quy chuẩn. Thứ hai là mọi cái nét, từ cái nét nhỏ nhất, chúng ta đều phải gửi gắm cái tâm tư tình cảm vào đó. Thì đó là cái xuất phát từ cái trái tim của mình. Chúng ta không thể dành những cái sự vội vã, những cái sự ẩu hay những cái sự thiếu sót để đưa lên tôn thờ được. Cái tâm nguyện của toàn thể, cả tập thể Zen Art là đều như vậy. Từ mình và mọi người, một tập thể cùng nhau để xây dựng một giá trị lên như vậy. Thì cái giá trị đặc biệt của Tịnh Thất Thanh Nguyên là đang tôn tạo một tượng Phật Địa Tạng cao 3,5 m bằng đá hoa cương nguyên khối và cái tượng Quan Âm cao 9 m. Thì đó là một nhân duyên rất lớn để mình xây dựng một tôn tượng, một công trình lớn với cái kích thước và đặc biệt là cái tâm của tất cả Phật tử và tâm của thầy và cả bên đội thợ của Zen Art đều gửi gắm vào rất lớn. Nên đó là một công trình rất quan trọng. Và đặc biệt với Zen là một tôn tượng nhỏ hay một tôn tượng lớn đều rất quan trọng. Đối với mỗi một tác phẩm khi mà được làm nên thì riêng việc mà tạo tác, tạc tượng Phật thì em nghĩ rằng là cái đôi tay của tất cả mọi người phải rất là khéo léo, phải rất là tỉ mỉ trong từng chi tiết, như anh đã chia sẻ là phải tập trung, và dù là nhỏ hay là lớn thì mình cũng luôn làm bằng một cái tinh thần trách nhiệm cao. Và em rất là trân trọng cái điều này. Nhưng mà để bàn tay của mình khéo léo thì thực sự không thể nào thiếu được cái tâm, cái trái tim của mình. Mình đặt cả một cái tình yêu thương rất là cung kính và rất là to lớn thì mình mới có thể làm được. Cho nên là thay mặt cho những người thực hiện chương trình và cũng đặc biệt là những người Phật tử, rất là biết ơn những cái anh chị nghệ sĩ đã tạo tác nên tôn tượng, để mà từ đó Phật tử có được một cái cơ hội mình có thể gửi gắm cái tấm lòng của mình, thể hiện cái lòng tôn kính của mình đối với một biểu tượng thiêng liêng cao cả từ các vị Phật. Một lần nữa cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và mình cũng xin cảm ơn thầy Quảng An và toàn bộ Phật tử của Tịnh Thất Thanh Nguyên đã mang cho mình được một cái trọng trách và một cái nhân duyên rất là quý giá để mình được nhận trách nhiệm tôn tạo những tôn tượng Phật. Đó là một nhân duyên rất lớn nên mình hết sức trân trọng vào đó. Và cũng cảm ơn quý đài đã cho mình cơ hội được thể hiện cái nỗi lòng của mình về cái trọng trách tôn tạo tượng Phật. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh rất là nhiều, và Ngọc cũng hy vọng rằng là tất cả quý vị Phật tử khi mà có duyên đến với Tịnh Thất Thanh Nguyên được cung kính đảnh lễ Phật thì chúng ta mỗi một ngày sẽ tăng trưởng cái đạo tâm của mình và cái lòng tôn kính Phật của mình đi dần ngày càng cao và đến tuyệt đối. Làm sao để cho tất cả Phật tử chúng ta có lòng tôn kính Phật tuyệt đối thì từ đó cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ có những cái nhân quả, những cái phước báo an lành đến với cuộc đời của mình. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều.